Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, câu chuyện tình éo le của ông trùm giang hồ Nguyễn Đăng Lưu và bà Thanh vẫn chưa có hồi kết. Thay vào đó, câu chuyện này trở thêm phức tạp hơn khi mà vợ hai của ông trùm đã bay từ Mỹ trở về Việt Nam. Vâng, như các bạn đã biết, ông trùm Nguyễn Đăng Lưu đã trở về Việt Nam gây án vào đêm 30 Tết và đã bị bắt vào sáng ngày mùng 3 tại chùa Hương Tích. Ngay sau đó, ngay sau khi nghe tin này thì bà vợ hai của ông Nguyễn Đăng Lưu là bà Yến đã từ Mỹ cấp tốc bay về Việt Nam. Công việc đầu tiên mà tới uh, được Việt Nam là bà Hoàng Thị Yến đã gặp luật sư riêng của gia đình ông Lưu và sau đó đi gặp đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn. Vâng, uh, trong cái cuộc gặp đại sứ quán Mỹ, gia đình ông Lưu đặt rất nhiều hy vọng vào bà Yến này. À, tuy nhiên câu trả lời của đại sứ quán mỹ khiến gia đình ông lưu đã thất vọng rất nhiều bởi vì uh, họ nói rằng uh, mặc dù ông lưu là công dân là một công dân người mỹ nhưng uh, chúng tôi chưa thể giúp được gì cho ông lưu trong giờ phút này bởi vì bất kể uh, đất nước nào cũng có luật pháp Công dân Mỹ mà gây án ở Việt Nam thì đương nhiên vẫn bị pháp luật Việt Nam xử xét theo luật pháp của Việt Nam. Và chỉ khi nào mà nhà nước Việt Nam, pháp luật Việt Nam xử sai thì chúng tôi mới có quyền để tham gia mà thôi. Còn họ xử đúng thì chúng tôi không có quyền hành gì. Chúng tôi chỉ có mỗi một cái trách nhiệm là khi được cái sự thông báo từ phía gia đình thì chúng tôi sẽ là theo dõi cái vụ án này. Và cái điều này chúng tôi cũng thông báo cho chính quyền Việt Nam biết rằng chúng tôi sẽ theo dõi vụ án và ở đây thì mình tin rằng là đại sứ quán mỹ cũng chẳng giúp ích được gì gia đình nhóm new đâu bởi vì chắc chắn rằng bên phía việt nam họ sẽ xử rất nghiêm khắc xử đúng người đúng tội bởi vì ông new là một công dân nước ngoài nhất là lại là một công dân mỹ thưa quý vị ở đời này thường thường thì những người tốt hay phải gặp những cái điều oan ức mà khó có thể giải thích Ờ, từ xưa đến nay có rất nhiều, nhiều những cái câu chuyện và nó đã thành những cái câu chuyện có thể nói rằng là nổi tiếng ở đất nước việt nam chúng ta à, mà mình không cần nói đến những cái chuyện xa xưa nữa mà những cái chuyện những cái thời gian gần trở lại đây thôi một số những người mà rất là tốt uh, những cái vụ án oan sai mà đã được chính quyền việt nam rửa sạch cho một số nhân vật mà rất nổi tiếng như ông trấn chẳng hạn thì tất cả những cái nhân vật bị oan sai đó bị đi tù bao nhiêu năm đó đã được chính quyền việt nam uh, xin lỗi và coi như bồi thường ra rồi uh, thì ở đây mình muốn nói rằng là tất cả các bạn có thể nhìn vào những cái vụ án đó và trường hợp của uh, những cái nhân vật đó đều là những người cực kỳ tốt mình nói đơn giản là toàn là những người lương thiện thôi tuy nhiên họ vẫn phải chịu những cái oan ức vô cùng vô cùng oan ức và kêu thấu đến tận trời xanh phải đến bao nhiêu năm sau họ mới có thể được rửa sạch thì trong trường hợp này mình đang muốn nói tới nhân vật là bà đỗ thị thanh à, bà vợ của ông nguyễn đăng lưu vâng có rất nhiều bạn đã bình luận và nói rằng là bà thanh này chính là một người đã coi như là hợp tác cùng ông triển có nghĩa hợp tác cùng người tình của mình để đưa ông chồng của mình vào tù và câu chuyện này trong video trước mình đã nói ra rằng là lỗi oan đức của bà đỗ thị thanh này có đến trời xanh cũng không kêu thấu đến tận trời xanh cũng không rửa sạch được không biết rằng là tại sao bà ấy phải chịu nhiều nỗi đau khổ như vậy thì đây thường thường nó là những người tốt và người ta nói rằng là ở trong cuộc đời thôi ai cũng vậy có những lúc là sẽ phải gặp một cái vài cái hạn nào đó ai cũng thế thôi ờ, chắc chắn rằng là đã là con người thì không ai có thể cuộc đời trong một cuộc đời của con người không ai có thể phẳng lặng được hết tất cả và chắc chắn rằng ai cũng sẽ có những cái chuyện bị oan sai mà không có thể nào giải thích được. Và sau đó có thể là thời gian, một thời gian sau thì câu chuyện đó mới có thể làm sáng tỏ. Ở đây có một bạn tên là Cúc Lê đã bình luận như thế này. Nếu mà bà Thanh không đồng tình với ông Triển tố cáo cho ông Linh bị bắt thì hãy mau mau trở về Canada đi và để bà Yến về lo cho ông chồng vì bà Thanh mới ra nông nỗi này. Uh, vì bà Thanh yêu chồng mà bỏ chạy uh, yêu chồng mà bỏ chạy về Việt Nam gặp ông Triển à, ở đây bạn viết không được rõ ràng lắm nhưng đại khái ý của bạn thế là bà Thanh này đã cùng với ông Triển là lập mưu để đưa ông Nguyễn Đăng Lưu vào tù bởi vì bà Thanh này đã có tình ý với ông Triển và hai người đã bàn mưu với nhau thì ở đây mình xin thương với bạn Cúc Lê với xin thưa với tất cả quý khán thính giả khả năng là bạn Cúc Lê không theo dõi từ đầu với câu chuyện ở đây các bạn biết rằng là vợ chồng ông nguyễn đăng lưu cùng ông lưu và bà thanh này đã rời đất nước việt nam từ năm uh mươi uh, 1998 các bạn nhé năm 1996 thì hai vợ chồng uh, ông Lưu trở về từ uh, từ Hồng Kông trở về và sau đó là lấy bà Thanh ở tại Việt Nam và sau năm 1998 thì ông Lưu và được đi Mỹ thì vợ, vợ của ông là bà Thanh cũng cùng đi và từ ngày đó đến nay thì bà Thanh mới trở về Việt Nam thăm quê hương một lần thôi uh, có nghĩa cách đây khoảng 10 năm rồi uh, thì uh, mình xin nói với bạn Cúc Lê rằng trong cái khoảng thời gian 15 mới về thăm quê hương một lần thì làm sao mà yêu cái ông triển ở nhà Đúng không ạ? Trong khi đó là vợ chồng người ta sống ở bên kia Thì tất nhiên là bà Thanh này đã uh, Ông chồng đi tù 20 năm Thì sống cô đơn 20 năm nay Nhưng cái chuyện bà không trở về Việt Nam 10 năm Thì làm gì có chuyện yêu nhau như vậy Nếu mà họ yêu nhau thì chắc chắn rằng là Năm nào ít nhất họ cũng phải về thăm nhau một lần đúng không ạ Còn một cái vấn đề mà bạn Cúc Lê đưa ra cái bình luận rằng Tại sao mà bà Thanh này không chịu về Canada khi mà chồng gặp lại như vậy thì ở đây các bạn biết rằng nếu một người yêu chồng mà chồng đang gặp lại mà để bỏ chạy bỏ đi một nơi khác thì có phải là yêu chồng không thì mình theo bản thân mình nghĩ thì người đó hoàn toàn không yêu chồng nếu người ta yêu chồng người ta sẵn sàng ở lại đó dù có nhảy vào có như là biển nửa chăng nữa thì người ta cũng phải ở bên cạnh chồng điều đó là điều đương nhiên người ta bây giờ nếu mà nghe cái chuyện như chẳng hạn bà vợ hai à, là bà yến từ bên Mỹ mà khi nghe tin chồng bị bắt một cái người ta còn bay từ bên Mỹ về ngay lập tức về Việt Nam Thế tại sao bây giờ chồng đang bị bắt như vậy mà bảo lại bảo bà Thanh bỏ chạy về bên Canada là thế nào đúng không ạ Chứ là nếu mà bà chạy về bên Canada thì mới là là người không phải là yêu chồng còn bà ở đây là về bà vì chồng chồng bị bắt như vậy chứ không phải là vì yêu ông chuyển mà bà ấy ở lại đây Vâng thưa quý vị và các bạn ở đời có câu họa vô đơn chí phúc bất trùng nai các bạn hiểu câu nói này không ạ? Vâng, câu nói này theo như cái nghĩa mà mình hiểu đơn giản rằng à, khi mà đời một con người ạ, khi cái họa nó đến thì nó đến dồn dập dồn dập, chưa hết cái họa này thì nó lại đến cái họa khác. Còn khi cái cái phúc của đời người, có nghĩa bạn có thể là có những cái phúc tức chẳng hạn như bạn trúng sổ số hoặc là bạn có cái niềm vui hạnh phúc thì chẳng hạn như là với chồng, với con hoặc với bạn bè gì đó thì cái cái điều đó nó chỉ đến với bạn một lần thôi. Nhưng khi mà Uh, gặp tai họa thì nó đến dồn rập ngay liền một lúc còn hạnh phúc có thể nó đến chẳng hạn đến nhiều lần nhưng nó đến cách thời gian có thể là một vài năm hoặc trong đời chỉ có một vài lần đúng không ạ đây là câu nói của người đời vẫn nói rằng à, à, họa vô đơn chí mà phúc đất phúc bất chủng nai nó là như vậy ở đây vào ngay tối hôm qua khi bà Thanh vừa ăn cơm nước ở nhà chồng xong á thì xin phép gia đình nhà chồng để trở về nhà mình à, thì coi như là ngay lập tức khi vừa về đến đến nhà thì ông chuẩn ông triển đã từ đâu xuất hiện. Vâng, theo như mình biết tượng tượng thần thì ông triển này khi bà Thanh vừa mở cửa ông triển đã xuất hiện ngay lập tức. Có nghĩa là ông ta đã rình rập ở đó lâu rồi và khi bà Thanh vào bật điện ở trong nhà ra thì ông để triển lao vào ôm lấy bà Thanh à, và hôn bà Thanh rất nhiều lần và bà Thanh đẩy ra đến khi phát hiện ông Triển thì bà Thanh nói rằng là ông mà không dừng lại những cái hành động như thế này thì tôi sẽ kêu lên để cho tất cả làng xóm biết đó kia thì ông Triển vẫn rất bình tĩnh và là coi như là lại gần nói rằng là em yên tâm đi em nói nhỏ thôi nếu mà em nói to chỉ có bất lợi cho em thôi em biết rằng là cái chuyện chồng em đi tù hay không đi tù đang nằm ở trong tay anh em có biết không và ông lại tiếp tục ôm bà Thanh và hôn bà Thanh thì ở đây sau ngay sau đó thì bà Thanh đẩy ra lần thứ hai và lần thứ ba bà Thanh đã chuẩn bị kêu lên và quyết định nói rằng là nếu ông còn vẫn cố tình dở cái trò đồi bại ra với tôi thì tôi sẽ kêu lên để cho làng xóm đến và dân quân làng bảng đến bắt ông đi. Rồi lúc đấy ông chuyển mới bước ra cách xa nhau một chút và ông Triển lúc này mới nói rằng là em phải bình tĩnh nghe anh nói hết những điều này tất cả bây giờ cái tính mạng của chồng em cũng nằm trong tay anh mà thôi cái chuyện đi tù ngay cả bây giờ luật sư bên nhà em và nhà em có hẳn tấn tiền từ Mỹ gửi về và có thể giúp cho ông triển chỉ là tù cái án nhẹ nhất từ 6 tháng đến 3 năm đi chăng nữa thì ông à xin lỗi ông Lưu tức là dù coi như là ông Lưu có phải chịu án nhẹ nhàng nhất từ 6 tháng đến 3 năm đi chăng nữa thì ông Lưu cũng không thoát khỏi cái tính mạng của ông cũng không thoát khỏi là làm lại vĩnh viễn ở trong tù có nghĩa là ông triển này đe dọa trong tức là ông lưu này đi tù thì sẽ bị chết ở trong tù vì ông ấy sẽ có như là có thể là sẽ cho mua chuộc công an hay là cho thuê đầu gấu gì đó đánh đánh người ở trong tù đại khái là ông chiến đưa ra những cái lời đe dọa như vậy và bà thanh thật sự rất sợ hãi tuy nhiên bà ấy vẫn quyết nói rằng là khẳng định rằng là nếu ông cố tình dở trò đổi bại lần thứ ba tôi cảnh cáo ông rằng tôi sẽ kêu ầm lên và ông chiến lúc đó không dám dở trò đổi bại lần thứ ba nữa và câu chuyện diễn ra vẫn xoay quanh cái, cái câu chuyện uh, ông lưu sẽ bị đi tù ít hay đi tù nhiều đại khái rằng ông triển này nói rằng là uh, bây giờ ông rút đơn đi và ông không kiện cáo thì tất cả mọi câu chuyện uh, nó sẽ trở thành rất là đơn giản và có thể ông lưu chẳng phải bị tù ngày nào và nhưng mà có thể bị trục xuất ngay về việt nam nhưng nếu mà bà thanh mà không chịu nghe lời ông ấy thì chắc chắn là chồng bà thanh tức là ông lưu sẽ bị chết trong tù Nói 20 năm tù không cần thiết mà chỉ cần vài năm tù thôi Ông ấy kể rằng ơi đầy những nhân vật coi như là nói rằng đi tù như là đi du lịch Nhưng chỉ cần ở bên ngoài uh, hối nộ có nhiều một số tiền thôi Thì những đầu gỗ của trong đó tù đánh tù đánh chết thì thôi Không có cái bằng chứng gì để chứng minh rằng là người bên ngoài can thiệp vào hết trên ở đây bà Thanh nghe rất sợ Bà cũng không hiểu rằng là tù ở Việt Nam như thế nào thật sự một người xa quê hương đất nước hơn 20 năm nay thì làm sao hiểu được, ngay cả những người ở tại Việt Nam cũng ít người hiểu được vấn đề này. Nhưng ông triển các bạn biết rõ rằng là ông ta là một cái kẻ ma cô, mặc dù là làm đảng viên và trưởng thôn nhưng mà ông ta không có đủ tư cách để làm công việc này. À, à, một người đàn bà mà video trước mình đã đăng tải rằng là à, quen à, đã nói chuyện với bà Yến tức là vợ hai của ông triển đang làm ông này chẳng qua dân làng người ta không muốn bầu ông làm trưởng thôn nhưng vì ông ấy có cái ô dù quá to ở trên cấp trung ương ấy, cho nên không ai dám coi như là uh, trái lời đại khái nó là như vậy. Tức là những cái cấp huyện, cấp xã phải nghe lời tức là bây giờ ở trên nói là cho ông nào cái công việc đó thì làm sao mà dám bãi bỏ cái chức vụ của ông ấy đi. Đại khái nó là như vậy, theo mình hiểu nó là như vậy. Trên là chính là bà Thanh cũng rất lo sợ cho chồng. Vâng, thì câu chuyện nó chỉ diễn ra như vậy thôi và bà thanh cũng có một lần có nói tuyên bố rằng là nếu mà ông cố tình với tôi nữa thứ nhất là tôi kêu làm kêu xóm lên thứ hai tôi nói thật với ông là tôi đang chuẩn bị coi như là đi về canada rồi và coi như là ông muốn làm gì thì làm tôi không tin vào ông nữa tôi tin vào pháp luật việt nam tôi tin vào luật sư của gia đình nhà tôi sẽ đưa câu chuyện này thực tế để pháp luật coi như là xử à, đúng người đúng tội chứ tôi không tin gì ông nữa à, khi nghe nói đến điều này thì ông Chiến rất lo sợ đây chính là cái điểm yếu tuyệt chiêu tuyệt yếu của ông triển bởi vì ông ta rất sợ bà thanh đi về canada à, mục đích của ông ta là chiếm tiền và chiếm chiếm đoạt cả tỉnh à, ở đây rõ ràng nằng là, là bà thanh là người không hiểu biết về pháp luật và khi chưa có xuất hiện chưa có sự xuất hiện của bà yến thì bà thanh hoàn toàn bị, bị động và bị ông triển đưa vào cái thế bí nhất và khi bà yến xuất hiện thì coi như là câu chuyện đó đã trở lên khác vâng thưa quý vị À, trong đầu phần đầu câu chuyện mình nói rằng bà Thanh đã từ nhà chồng đi về thì ở đây theo như mình biết rằng là vào tối ngày hôm qua thì bà Thanh và bà Yến là đã đến gia đình nhà chồng để ăn cơm các bạn biết rằng là gia đình nhà ông Lưu nhà bà Thanh và nhà uh, ông Triển này cả ba gia đình là ở cùng một thôn các bạn nhé và ông lưu và ông triển đã từng là bạn thân từ thời lối khố chỉ đến khi mà lớn lên thì mỗi người đi theo mỗi con đường ông lưu thì vượt biên còn ông triển thì là trở thành coi như là đi đi lính mấy năm và sau đó trở thành về là thành trưởng thôn đại khái nó là như vậy còn bà thanh cũng là một người con gái thôn quê ở ờ, cha mẹ tất cả hầu như trong cái làng bản này là đều làm cái nghề chài lưới đánh bắt cá ngoài biển mà thôi và khi bà yến trở về thì gia đình đã yên tâm một phần khi mà bà ấy là người lát nộn trong giang hồ mấy chục năm qua và bà ấy rất đã vào tù ra tội nhiều lần và bà ấy hiểu hiểu biết rất nhiều pháp luật nói chung là về pháp luật việt nam thì bà ấy phải tìm hiểu bởi vì bà ta chưa bao giờ va chạm với pháp luật việt nam nhưng ở bên mỹ bà đã ra tàu và tội năm bảy lần cho nên là bà không ngại ngần gì trong cái đoạn mà để mà giúp đỡ chồng làm sao đó mà để cho pháp luật việt nam xử một cách công minh nhất đây là điều mà mọi người rất mong muốn. thì ở đây là hai à, hai bà đã đến gia đình nhà chồng là để gặp luật sư và ăn bữa cơm ở đó. nhưng khi ăn xong á thì bà bà Thanh rất mệt mỏi rồi và bà xin phép đi về nhà để đi nghỉ trước. bao nhiêu ngày qua bà đã bất ngủ về chuyện câu chuyện của chồng, cho nên là bà xin phép về ngủ. và chính khi bà từ nhà của nhà chồng về đến nhà mình khi mà bật điện lên thì ông Lưu đã xuất hiện ở phía sau. tuy nhiên câu chuyện này chưa dừng lại ở đây các bạn ạ. vâng vào buổi sáng ngày hôm nay thì bà Thanh và bà Yến vừa mới thức dậy. À, xin lỗi các bạn ở đây mình chưa nói rõ, tức là bà Yến là sau khi mà ăn cơm xong là cũng về nhà bà Thanh ngủ nghỉ cùng với nhau nhé Tức là hai bà vợ lớn, bà vợ bé là bây giờ là ngủ cùng một nhà. Thì sáng ngày hôm nay á, bà Thanh và bà Yến vừa thức dậy thì coi như là gia đình nhà phía Niu cho một đứa cháu à, sang gọi bà Thanh và bà Yến sang nhà à, sang nhà mình để nói chuyện. À, không biết có chuyện gì mà sáng sớm ngày ra coi như gia đình bên phía bên chồng đã cho người gọi rồi thì khi bà Thanh vừa bước vào cổng một cái thì ông Lưu từ trong nhà bước ra mặt hầm hầm và coi như có một đứa cháu đi theo ở đây các bạn biết rằng là ở nhà quê thì hầu như là họ rất là gia phong lề nếp khi mà coi như là bà Thanh vừa đến nhà chưa kịp chào hỏi một cái thì coi như là ông Giao, anh trai của ông Lưu đã mắng bỏ bà Thanh không còn lời nào nữa. Bà Thanh cũng không biết cái chuyện gì mới đang xảy ra nữa mà ông anh chồng của mình lại giữ tận như vậy. Và ông anh chồng khi đó là ông ở là ông Giao này đã giật cái điện thoại của đứa cháu ngay bên cạnh và coi như là cho chỉ cho bà Thanh xem là tại sao mày làm cái chuyện này mày làm cái chuyện này để coi như gia đình tao không còn mặt mũi để mà nhìn bà con hàng xóm nhìn đến thiên hạ đâu chúng tao có thể chết vì mày rồi mày làm cho dình, gia đình đã tan nát xấu hổ vì mặt mày tốt nhất là mày biến về đi đâu về Canada về Mỹ thì đi đi đừng ở lại đất nước Việt Nam này đừng ở lại cái làng xóm này một giây một phút nào nữa biến ngay đi ngay đi ông giao này lúc đấy là ông sừng sổ đến bên bà bà Thanh và lấy cái điện thoại của đứa cháu dí vào mặt bà Thanh Bà Thanh hoàn toàn không hiểu cái gì và bà Yến lúc này thì đứng ra can can anh chồng của mình bảo: "Anh ơi, có cái chuyện gì đó mà tại sao anh mắng coi như chị nhiều thế?" Bà Yến cũng không hiểu cái gì và bà coi như là mới cầm cái điện thoại mà ông lưu dí vào mặt bà Thanh đó. Thì uh, bà Yến nhìn ở, ở ở trong cái điện thoại này thì thấy có một cái trang Facebook và coi như thấy hình ảnh của bà Thanh và ông Triển đang ôm nhau yêu nhau. Đây là một cái chuyện động trời và trong đó cái bài viết này rất là uh, một cái bài viết bình luận về những cái bà những cái tấm ảnh này rất là sâu sắc. À trong cái lời bình luận này cái người uh, người chủ coi như là Facebook này đã nói rằng ông triển và bà Thanh đã yêu nhau. Bà Thanh đã từ bên Canada trở về và cho ông triển rất nhiều tiền và hai người đã yêu nhau và ông Lưu này đã coi như ghen tuông mặc dù hai người đã bỏ nhau nhưng ông Lưu đã ghen tuông trở về Việt Nam mà đánh ông Chiến bị trọng thương và bây giờ ông Lưu đã bị bắt trong khi đó bố mẹ chồng của bà Thanh tức là gia đình nhờ nhờ ông Lưu à, và ông Giao tất cả gia đình nhà nhà ông Lưu đã bắt bà Thanh này trở về Canada từ ngày bà mới về đây ờ, khi mà biết tin là đã cứ gặp nhau cùng với ông Triển tuy nhiên bà Thanh này kiên quyết không chịu về và quyết tâm ở lại Việt Nam này để lấy ông Triển hai người đang bàn nhau đi một nơi khác bán nhà bán cửa và đi đến một nơi khác để sinh sống thì đại khái cái nội dung câu chuyện nó là như vậy đây là thưa các bạn đây là một câu chuyện tầy đình ở tại một miền quê các bạn biết rằng nếu như ở thành phố thì câu chuyện gì thì câu chuyện gì thì đèn nhà ai nhà đó dạng thôi có thể bên cạnh nhà mình có một cái câu chuyện gì đó đang cãi nhau dầm dần dần dầm nhưng người ta không quan tâm cùng đắm thì người ta đứng bên nhà bên nhà người ta người ta nhìn sang thôi nhưng ở làng quê là người ta ngay lập tức người ta tụ tập lại và người ta sấn vào người ta xem và người ta sẽ tò rất tò mò xem cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào ở vùng quê làng quê nó là như vậy và chỉ trong một chốc lát thôi thì tất cả cái câu chuyện bà Yến này ôm hôn ông Triển này à bà Thanh này ôm hôn ông Triển uh, nhằng lằng nằng nhằng với nhau yêu nhau rồi thì uh, đang coi như là rủ nhau đi một nơi khác sống thế lọ thì kia đủ các loại chuyện trên đời được theo dệt đã ầm ầm từ đầu làng đến cuối xóm các bạn ạ trên là uh, cái câu chuyện này chỉ có bà Thanh với ông Triển mới hiểu được thôi ở đây bà Thanh khi mà hiểu ra uh, khi mà bà Yến khi mà nhìn bà Thanh trầm chầm, chầm nhầm chầm khi mà xem cái Facebook này thấy ảnh của bà Yến với lại ông Triển ôm hôn nhau thì bà Yến đã nhìn bà Thanh chầm chầm nhầm chầm uh, để ý muốn hỏi rằng câu chuyện này là như nào bà chị hãy giải thích đi tại sao bà lại ôm hôn uh, ông Triển lại ôm hôn chị như thế này à, đại khái là bà Yến này muốn hỏi bà cái người vợ cả đấy là là như vậy và khi mà bà Thanh vẫn chưa hiểu được ra chuyện gì thì bà bà Yến đã dơ cái điện thoại cho bà Thanh để bà Thanh đọc và khi bà Thanh đọc ra cái mấy câu trong cái này và thấy cái hình ảnh chụp đó một cái thì bà hiểu ngay câu chuyện bởi vì bản thân bà là người trong cuộc vào tối hôm qua bà đã bị chính ông ông triển ông ấy uh, ôm bà hôn bà chủ động như vậy và ông ta đã sắp sẵn người ở đây ông ta chắc chắn là đã sắp sẵn người để chụp những cái bức ảnh đó đó đây là cái kế của ông triển mà chỉ có một mình bà thanh biết được thôi nhưng lỗi khổ này bà thanh biết biết là là thanh minh với ai được làm sao biết nói chuyện với bố chồng với lại anh chồng với lại cả cả cái người vợ người 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 gì người vợ hai của ông lưu nữa bà ta không thể thanh minh được và bà yến à bà thanh đau khổ quá bà ta ôm mặt khóc nước lở và chạy về nhà mình vâng thưa các bạn từ đầu ngõ đến cuối ngõ tức là gia đình nhà ông lưu ở đầu ngõ nhà bà nhà bà thanh chỉ cuối ngõ thôi một cái làng rất nhỏ bé thôi à, và bà thanh vừa chạy trên đoạn đường đó vừa khóc như mưa dư gió vừa nói vừa kêu rằng là tôi không làm những chuyện đó ông trời ơi bà kêu gào thảm thiết và bà chạy về bà ôm mặt khóc và bà vùi đầu vào đống chăn có lẽ trong câu chuyện này chỉ có bà Yến là người hiểu được bởi vì bà Yến là người từng trải năn nộn ở Giang Hồ bà không thiếu gì những âm mưu để hạ để có như triệt hạ đối thủ của mình để leo lên làm có như là uh, cho uh, vững chãi cái chân của ông Trùm Nguyễn Đăng Lưu ở bên đất nước Mỹ đúng không ạ trên là không thiếu gì những cái câu chuyện nó tương tự mà để là, là gấp lửa bỏ tay người theo cái kiểu như vậy trên là chắc chắn là bà Yến này là cũng hiểu được câu chuyện nhưng có điều là bà không hiểu được rằng là tại sao lại có cái tấm ảnh này tấm ảnh này nấy ở đâu ra chẳng nhẽ tại sao mà từ trước đến giờ nếu mà có từ trước đến giờ tại sao mà ông triển không tung ra cái chiêu này trong cái thời gian vừa qua mà cho đến giờ phút này ông ta mới tung cái chiêu này ra là thế nào đại khái bà Yến vẫn có những câu hỏi nhất định là vẫn nghi ngờ bà Thanh chắc chắn à, theo như người ta nói rằng là không có lửa thì làm sao có khói Đại khái nó là như vậy. Ở miền quê thì câu chuyện đó là ghê gớm lắm các bạn ạ. Nhất là coi như là ông bà, tức là bố mẹ chồng của bà Thanh này lúc này đã già rồi. Đã gần 80 tuổi rồi. Còn ông Giao thì lúc này cũng đã gần sáu mấy, gần 70 rồi. Những người già thì người ta nó khắt khe vô cùng lắm và trong khi đó thì bà Yến cũng không biết nói thế nào thanh minh với uh, với uh, với bố mẹ chồng ra sao và với anh chồng ra sao. Và bà biết rằng là có khả năng bà Thanh này sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy mà bà đã chạy ngay về nhà bà Thanh chứ không ở lại nữa. Bà xin phép xin lỗi bố mẹ chồng, xin lỗi anh chồng và mọi người là bà chạy luôn về nhà bà Thanh. Và đúng như những gì mà bà uh, đúng như những gì mà bà Yến đã suy nghĩ, khi bà vừa chạy vào đến cửa thì bà Thanh đã treo thân mình trên một chiếc thòng lọng treo lên chiếc cái xà nhà. Cái nhà của bà Thanh thì các bạn biết rằng là cái nhà cũ kỹ cấp 4 sắp sụp đổ rồi mà bà Thanh đang muốn con gái của mình bán cái nhà ở ở Vancouver để coi như lấy tiền về sửa căn nhà và để mua uh, những cái hải sản của bà con ở vùng quê đó để đi bán cho các đại lý khác. Đại khái nó là như vậy. Thì căn nhà này nó nụp sụp mấy chục năm rồi, nó sắp đổ rồi á và coi như là căn nhà này nó rất thấp thôi thì thường thường là nó làm bằng căn nhà cấp 4 nó có cái làm bằng gỗ cái cây như là cây xoan người ta bắc qua đại khái nó là có quá giang và chính bà ta đã treo một cái sợi dây thừng lên trên cây cá giang này và thắt cổ tự tử à, rất may mắn là bà yến đã về kịp thời và coi như rất là nhanh bà yến vốn là một lữ quái giang hồ mà cái biệt danh của bà là nữ quái giang hồ trên rất nhà là nhanh bà đã chạy ngay vào cái bếp bà cầm cái dao và bà nhấc lên cái ghế đầu là bà cắt đứt cái sợi dây đôn và đến khi bà thanh rơi xuống đất là sặc sụa, rất là may mắn là bà thanh luôn đấy vẫn còn thở là sặc sụa. À, chỉ cần chậm độ khoảng một phút nữa thôi thì có lẽ là bà thanh đã chết vâng thưa các bạn ngay sau đó thì coi như là bà yến đã coi như đóng cửa lại và bật quạt lên để làm sao lấy không khí bà đóng cửa lại bà sợ rằng là hàng xóm sẽ nhìn vào sẽ rất là lắm chuyện bà biết rồi bà về đây được hôm nay mới là ngày thứ hai thôi nhưng bà biết rằng là ở những cái làng quê việt nam nó rất lắm chuyện nó không như, như người thành phố cho nên là bà đã đóng cửa và coi như vội vàng là bật quạt lên để cho có nhiều không khí bà biết trong cái chuyện này nào có một lỗi oan khất ghê gớm thì bà thanh mới tự tử như vậy chứ nếu không vì oan khuất á, mà chính thức là bà thanh này có tình duyên à, với ông triển này á, thì chắc chắn là bà sẽ không tự tử đúng không ạ mà chỉ có một người bị oan thì người ta mới tự tử thôi người ta không biết thanh minh người ta không thể chứng minh được cái sự trong sạch của mình người ta uất đức quá bị mẹ chồng cha chồng chửi như vậy ông anh chồng mắng nhiếc như vậy và tất cả làng xóm người ta quây đen quây đỏ người ta xem như vậy như ngày xưa người ta gọi là ở những cái kẻ mà coi như là đi ngoại tình như này phải gọt gáy bôi vôi và lúc đó là cho trôi sông trôi biển đấy là ở những cái vùng quê nghèo khó họ vẫn có những cái tập tục như vậy đó cho nên là cái, bây giờ thời đại thì ngày nay thì không có những chuyện đó nhưng những cái hình ảnh mà bà yến thấy rằng cả làng xóm đều biết rằng mình bị mắng nhất rằng là coi như là được đăng lên trên facebook coi như ôm hôn ôm triển như thế hai người đang âm mưu thế nọ thế kia thì làm sao mà chạy đâu được ạ à? bây giờ trang mạng á ngay lập tức có thể trong một lúc là người ta chia sẻ ra là cả thế giới cùng biết chứ không phải là nói trong làng trong xóm biết nữa cho nên là câu chuyện này bà Thanh không có cách nào để giải quyết được cái lỗi oan này chỉ là lỗi oan kêu thấu trời xanh mà thôi đừng có nói gì đến là ông Trấn ở, ở Lạng Giang Bắc Giang gì đó mà ngay cái nỗi oan đức của bà Thanh này không ai có thể hiểu được chỉ có một mình bà và ông triển biết trong câu chuyện này thôi và nếu bây giờ muốn biết được câu chuyện này thì phải tóm cổ ông triển để mà phải 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 để mà cho ông khai ra thử thật hoặc phải tóm được cái kẻ hợp tác với ông triển rằng là những cái kẻ mà đứng bên ngoài lấy máy ảnh lấy máy điện thoại di động để chụp ảnh lại cái cảnh mà ông triển ôm bà thanh hôn mà thanh đó chỉ có ba người là biết trong câu chuyện này thôi ngoài ra không ai biết vâng thưa các bạn mình cũng rất bức xúc khi nghe câu chuyện này các bạn ạ thực sự là ở đây là mình đã được coi như là bà Yến gọi điện nói chuyện với mình rất là buồn bà yến cũng tâm sự là em biết chị ấy bị oan nhưng bây giờ phải bình tĩnh thôi anh ạ à. không thể là giải thích được với ai trong lúc này mà phải bình tĩnh đã vấn đề từ từ phải tìm ra cái thủ phạm phải tìm ra chẳng hạn như một là ông triển hai là kẻ chụp ảnh đó ông ta khai và mình có thể ghi âm được lời nói Đấy, thì lúc đó mình mới chứng minh được cái lỗi oan ức của chị thanh còn bây giờ bản thân em cũng chỉ biết im lặng tốt nhất là mình hãy bình tĩnh và À, mình khi nghe câu chuyện này bản thân mình rất là bức xúc và khi nghĩ đến bà Thanh này thì mình lại nghĩ đến ông Nguyễn Đăng Lưu Mặc dù thật sự mình và ông Nguyễn Đăng Lưu hiện tại vẫn chưa bao giờ gặp mặt nhau Nhưng mình mới chỉ nghe con gái của ông tên là Hoa nói chuyện về cha của mình à, Và coi như là nghe bà Thanh nói chuyện thôi Còn mình thì chưa gặp ông ấy Nhưng mình tin rằng là nếu câu chuyện này là ông Lưu mà coi như bây giờ ông trốn được tù ông về Thì ông coi như là ông triển này chắc chắn là đi đời chắc chắn là ổn cù tỏi rồi một cái tay giang hồ chùm giang hồ như vậy thì làm sao tha được cho một cái kẻ hãm hại vợ mình như vậy đúng không ạ cho nên là uh, mình cũng rất là thương uh, bà thanh và cũng rất là thương cảm cho cả cái mối tình này uh, các bạn biết rằng là vợ chồng họ vẫn yêu nhau ấy cái bạn uh, cúc lê nói rằng là nếu bà thanh mà không yêu ông triển thì làm sao mà đi, đi bỏ chạy về việt nam uh, bạn đâu có hiểu được chuyện từ đầu bởi vì hai vợ chồng coi như là ông lưu đi tù 20 năm Đến khi ra tù thì đến khi về nhà gặp vợ Gặp vợ xong thì coi như mới biết vợ là có một đứa con và rất mừng, hai vợ chồng rất mừng Và ông Lưu khi đó đã thông báo cho bà Thanh biết rằng Ông ấy cũng có một người vợ nữa ở tại bên Mỹ và có một thằng con trai Kém cái đứa con gái của bà Thanh này là 2 tuổi Ở đây là sau đó là chính vì cái lỗi uất tức là bây giờ uh, Bà Thanh đã đợi chờ chồng hơn 20, 20 năm trời ở ờ, chồng đi tù ở bên mỹ là để trở về đoàn tụ với nhau mà đến khi về đoàn tụ với nhau lại nói những cái lời đó ra lại thông báo rằng mình có một người vợ với đứa con khác nữa thì ai người ta chịu đựng được chính vì vậy mà bà thanh mới quá uất ức mới từ canada chạy về việt nam nó là như vậy chứ đâu phải là vì bà yêu ông triển đâu hai người gặp nhau um, cả 20 năm nay bà thanh có về việt nam có đúng một lần thì làm sao mà yêu ông triển được chứ là ở đây là có thể bạn cúc lên là không xem phần đầu của câu chuyện chứ là không hiểu câu chuyện còn thật sự là ông lưu Lẩy quá yêu thương vợ luôn khi thấy vợ trở về việt nam và coi như là không có cả đồng nào để mà, à, mà để là mà sửa sang ngôi nhà ông ấy đã gửi một triệu đô về cho những gia đình nhà chồng một nửa và bà thanh một nửa nhưng bà thanh cũng không thèm nhận bà ta không chấp nhận bởi vì nghĩ rằng những đồng tiền của chồng đi làm xã hội đen là những đồng tiền dơ bẩn bà ta không tiêu xài những đồng tiền đó nó câu, câu chuyện nó diễn ra từ đầu nó là, là như vậy các bạn nhé cho ở đây mình rất thương cảm cho cặp đôi này bà thanh thì yêu chồng tha thiết à, đến lúc mà đến khi mà uh, ông lưu trong đêm 30 tết đánh ông triển có như là sức um, đầu mẻ tráng và ông triển bất tỉnh ra thì bà thanh đã bắt ông lưu ông lại phải chạy trốn đi ông lưu thì lại tỏ ra gọi là cái chất giang hồ không thèm trốn à, đại khái nó là như vậy thì bà thanh đã cầu xin rằng nếu anh bây giờ bỏ trốn mà chạy về canada về mỹ thì em sẽ quay trở lại canada sống cùng anh lúc đó thì ông lưu mới bắt đầu chạy trốn còn đáng ra là tay giang hồ này gọi là chùm giang hồ này đánh người như ngoé này thì làm sao mà ông ta phải chạy trốn một khi đánh một cái thằng nhà quê như vậy đúng không ạ cho nên là đó là họ rất yêu nhau Yêu nhau đến mức độ hy sinh cả cho nhau Chỉ vì giận nhau Chỉ vì bây giờ không có một người đàn bà nó chấp nhận Chồng mới đi xa 20 năm về lại Nói thông báo có một người vợ Một người con khác cả đúng không ạ Chứ là mình phải thông cảm thật sự cho người ta Cuộc tình này là cuộc tình rất là éo le Và cái người đớn đau nhất trong câu chuyện này Có lẽ không ai khác là bà Thanh chính vì vậy bà đã tìm cái chết để quyên sinh rất may mắn là người vợ hai tức là bà Hoàng Thị Yến đã coi như là về kịp và ra tay kịp thời à, nếu phải mà gặp một người đàn bà khác có khi nó cũng cùng quần lên có khi khi là không tháo được cái dây thòng lọng treo lơ lửng đó lên thì có khi là chết luôn vâng thưa quý vị và các bạn video của mình hôm nay xin tạm dừng ở đây mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân tình của quý khán thính giả và các bạn nhé và xin hẹn gặp lại ở những video sau